Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 10 của VietVun. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em hai cái đường cong đã hình thành cho các em kiến thức, đó chính là một là elip ha, x bình phương trên a bình phương cộng y bình phương trên b bình phương bằng 1, trong đó thì c sẽ bằng là căn bậc 2 của a bình trừ b bình. Hai là cái hyperbol thì nó sẽ là x bình phương trên a bình phương trừ cho y bình phương trên b bình phương bằng 1, trong đó c thì sẽ bằng là căn bậc 2 của a bình cộng b bình. Nhớ thầy hai cái công thức rất là quan trọng, được chưa nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em cái parabol. Parabol thì thực chất nó chúng ta không có lạ gì cả, tại vì trong chương trình toán lớp 9 chúng ta được học về cái parabol, nó có dạng là y bằng ax bình phương rồi, đúng không nào? Y bằng ax bình phương thì chúng ta đã biết cái parabol này nó đã đi qua góc tọa độ O. Chúng ta sẽ đi tìm các cái điểm đối xứng qua trục tung là chúng ta sẽ vẽ được thôi ha. Thì xem thử là cái parabol này nó có giống với cái parabol đó hay không nha. Thì parabol này á, thì phương trình chính tắc của nó thì nó khác em, nó không giống đâu, được không nào? Đấy. Thì nó sẽ là y bình phương sẽ bằng là 2bx, trong đó b đó chính là gì? B đó chính là tham số tiêu. Tham số tiêu nghe có vẻ lạ đúng không? Tham số tiêu. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang hoạt động 5 nha. Cho cái parabol b y sẽ bằng là 1/4x bình phương. Cái này chúng ta đã được biết ở trong chương trình lớp 9 này. Xét f có tọa độ là 0,1 và cái đường thẳng delta y bằng y cộng 1 bằng 0, nghĩa là y bằng trừ 1 đó ha. Với điểm m x y bất kỳ chứng minh rằng mf bằng khoảng cách từ m tới delta tương đương, nghĩa là m sẽ thuộc b. Như vậy thì cái này chúng ta tự tính ra thôi, đây nó đã có hết rồi mà. Bây giờ f của chúng ta có tọa độ là 0,1 đúng không? M của chúng ta chỉ có tọa độ là gì? X, Y. Bây giờ chúng ta tính được MF cho các em, được không? Được. MF về phần tọa độ chúng ta biết rồi, bằng căn bậc 2. Chúng ta lấy X trừ 0, 0 trừ X, tại vì chúng ta ghi MF trước mà. MF thì chúng ta lấy F trừ M, nghĩa là lấy hoàn độ trừ hoàn độ, tung độ trừ tung độ, đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta lấy 0 trừ cho X, nghĩa là ra được x bình phương. Ở đây 1 trừ y hay y trừ 1 thì cái đấy giống nhau, nghĩa là nó sẽ cộng cho ở đây là y trừ 1 bình phương. Đó, như vậy MF chúng ta tính ra được rồi này. Bây giờ khoảng cách, cái khoảng cách từ điểm M cho tới gì? Tới delta. Mà khoảng cách thì chúng ta đã biết rồi, ta thế tọa độ của M vào đây. Như vậy thì nó vẫn là ở đây là, nó vẫn là y cộng 1 trên ở đây căn bậc 2. Căn bậc 2 ở đây x không có, nghĩa là bằng 0. Đây là 1 bình phương đúng không? Cái này sẽ bằng tuyệt đối của y cộng 1, đúng chưa? Cái phần này chúng ta có hiểu không? Hiểu chưa, đúng không? Nhưng mà thì ở đây chúng ta có là, nếu chúng ta giả sử như mà m, ở đây người ta nói này, mf bằng, thì nghĩa là thằng này bằng thằng này, nghĩa là căn bậc 2 của x bình cộng y trừ 1 bình sẽ bằng là gì? Tuyệt đối của y cộng 1. Đó, hiểu chưa? Như vậy thì bây giờ chúng ta bình phương hai vế lên thì cái này mất căn, thì này x cộng 1 bình phương, đúng chưa? Như vậy ở đây chúng ta có là x bình, chúng ta khai triển này ra, x y bình trừ 2 y cộng 1 đúng không? Đây chính là hằng thức số 2 này, đây là hằng thức số 1 thì ra được y bình cộng 2 y bao nhiêu nữa, cộng 1 tương đương. Như vậy y bình với y bình này mất hết, 1 với 1 này hết, ta chuyển này qua bên đây đổi dấu trở thành x bình 2y cộng 2y thì cái thằng này sẽ bằng 4y đúng không? Như vậy từ đây ta suy ra y này sẽ bằng là gì? X bình phương chia 4, nghĩa là bằng 1/4 x bình phương. Như vậy đây chính là cái parabol, bài parabol này. Đó. Hiểu chưa? Parabol. Đây. Như vậy cái parabol này là tập hợp những điểm cách điều cái điểm F. Nhớ này, cái riêng cái anh mà elip ấy, với lại hyperbol ấy, thì nó có hai tiêu điểm. Nhớ nha, thầy đang nói sự khác, một số cái yếu tố khác. Cái thằng parabol này nó gần như khác hoàn toàn so với lại elip với lại hyperbol. Cái elip với hyperbol thì gần như nó na ná và tương tự nhau. Nhưng mà cái parabol này á, nhớ elip với hyperbol thì có hai tiêu điểm F1 và F2. F1, F2 của nó đều là có tọa độ là âm C0 và F2 là C0. Nhưng ở cái parabol á thì nó chỉ có một tiêu điểm, đó chính là C0 thôi.
chứ nó không có là âm gì cả, nó chỉ là C không, điều chỉnh nào đấy. Và nó có cái hệ số tham chiếu B. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có này, sau khi thì chứng minh được rồi thì chúng ta kết luận thôi đây. Nha. Được chưa nào? Rồi, tiếp tục. Ở đây thầy đưa luôn cái phần hoạt động 6 luôn em nha. Tí thầy sẽ giải thích xong, đưa lên trước. Rồi, bây giờ chúng ta có này. Như vậy thì ở đây chúng ta có này. Cho một điểm F cố định, học cái những phần này thì nó cũng không hấp dẫn cho lắm đâu em. Nói chung là nó hơi 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 chán một xíu, chúng ta cố gắng nha. Cho một điểm F cố định và một đường thẳng delta cố định không đi qua F. Nhớ không đi qua F nha, tập hợp các cái điểm M và cách điều F và delta được gọi là gì? Đường parabol. Đường parabol hay gọi là parabol. Điểm F người ta gọi là tiêu điểm, delta được gọi là đường chuẩn em nha. Delta gọi là cái đường chuẩn. Khoảng cách từ F đến delta gọi là tham số tiêu. Đấy. Tham số tiêu của parabol đó, và tham số tiêu này là ký hiệu chữ B nha. Số B này thì nó sẽ bằng là cái khoảng cách từ từ gì các em? Đây này. Khoảng cách từ F cho tới gì? Tới delta. F này chính là tiêu điểm và delta này chính là đường chuẩn. Được chưa? Ta đi sang hoạt động 6 này, nãy thầy đã làm cho các em rồi. Nêu tọa độ của F của và cái phương trình delta ở đây thì nhớ này. Cái F của chúng ta ở đây thì nhớ nó sẽ có tọa độ là b trên 2 không nha. Chúng ta lấy tham số tiêu chỉ 2 nha, nhớ cho một cái tọa độ F này, tiêu điểm này. Và cái đường chuẩn của chúng ta á, đường chuẩn delta đây này, các em thấy delta này không? Đó, cái delta này này, đây chính là x sẽ bằng là trừ b trên 2. Được chưa? Đường chuẩn cái này. Đó. Như vậy ở đây thầy ghi rõ ra này, delta đường chuẩn cái này sẽ bằng là x này sẽ bằng là trừ b trên 2. Và f của chúng ta, tiêu điểm ta là bằng b trên 2 không. Đó, ghi ra ở đây để em thấy luôn. Để mà chừng đi làm bài tập quan trọng ta đi chứng minh thôi. Đó. Nha. Giải thích vì sao thì đây nãy thầy đã đưa cho các em xem rồi. Đây em. Thấy chưa? Hoạt động 6 á. Rồi. Ở đây chúng ta đi sang chú ý này. Ra phương trình chính tắc của parabol là y sẽ bằng 2b nhân x, trong đó b này tham số tiêu nha. Như vậy thì ở đây này, những cái mà chúng ta cần phải đi đây, thứ nhất là phương trình chính tắc của nó này. Y bình phương sẽ bằng 2bx, chứng tỏ ở đây chúng ta chỉ cần biết b này bằng bao nhiêu là ok. Như tất cả khi chúng ta viết phương trình chính tắc của parabol á thì chúng ta phải biết chúng ta cái tham số tiêu này. Mà để biết tham số tiêu này thường chúng ta dựa vào cái tiêu điểm hoặc là ở phương trình đường chuẩn này. Phương trình đường chuẩn chúng ta nhớ này, x sẽ bằng là trừ b trên 2, còn đây là b trên 2 nha, không. Được chưa? Đây chúng ta đi sang phần ví dụ 5. Ở đây cho parabol y bình phương x, nghĩa là ở đây là hệ số này 1, nghĩa là 2b sẽ bằng 1 đúng không? Suy ra b của chúng ta bằng mấy? Bằng 1/2. Tham số tiêu chúng ta bằng 1/2 này. Tìm tiêu điểm F và đường chuẩn. Như vậy F của chúng ta là b trên 2, lấy này chia 2 là bằng 1/4 không này. Còn cái phương trình đường chuẩn delta chúng ta là x sẽ bằng là gì? Âm 1/4 này. Đúng chưa?
tìm những điểm trên B có khoảng cách tới F bằng 3. Như vậy ở câu A thì chúng ta đã biết tại sao đúng không? Đó. Như vậy điểm M không không thuộc khoảng cách. Như vậy thì nó sẽ thuộc này. Khi M nó thuộc thì cái tọa độ nó không sẽ thuộc ở đây, mà khi đó MF ta bằng 3 này. MF bằng 3 thì chứng tỏ MF này bằng khoảng cách từ M tới delta, mà cái phương trình đường chuẩn ta đã có rồi. X là bằng nghĩa là x0 sẽ bằng -1/4 này, ta thế vô để chúng ta đi tìm cái gì? Ta đi tìm y0. Đây. Mục đích ta đi tìm y0 này. Đó. Như vậy nó ra được tọa độ của điểm M và có hai điểm nó thỏa mãn này. Cái này nó cũng dễ không khó em. Nha. Bây giờ thầy sẽ đi làm cho em ở phần vận dụng. Vận dụng. Ở cái phần vận dụng thì người ta hỏi gì đấy anh em? Tại một vùng biển giữa đất liền và một đảo, người ta phân định một đường ranh giới cách đều đất liền và đảo ở cái hình 7.28 này. Coi bờ biển vùng đất liền đó là một đường thẳng và đảo là hình tròn. Đây là đảo này, đây là đất liền này. Hỏi đường ranh giới nói trên có hình gì, vì sao? Như vậy thì ở đây á, xem thử người ta hỏi là đường ranh giới nói trên có hình là gì. Xem thử nó là ellipse hay là hyperbola hay là parabola hay là một đường thẳng hay là một cái đường gì đó và vì sao. Được chưa? Như vậy thì ở đây thầy chuẩn bị sẵn nha. Bằng chữ không nên thầy sẽ không ấy, mà thầy sẽ chuẩn bị sẵn cho các em câu hỏi để chúng ta ghi vô luôn. Chúng ta coi đường thẳng là bờ biển của vùng đất liền là đường chuẩn. Được chưa nào? Đảo là hình tròn với tâm là vị trí của gì? Của tiêu điểm. Được chưa nào? Tiêu điểm F. Thì cái đường ranh giới là tập hợp các điểm nó cách đều gì? Đất liền và đảo là một cái hình gì? Parabol. Vì thỏa mãn tính chất của đường parabol, các điểm M nằm trên đường ranh giới cách đều đường chuẩn và tiêu điểm F. Vậy thôi. Được chưa? Ta sẽ đi sang ở trang 54 em. Thầy thấy cái bộ sách này nó viết nó không được hay bằng cái bộ chân trời em. Bộ chân trời nó bài tập nhiều mà nó cho chúng ta để đi tìm cái tham số tiêu nhiều lắm em. Nghĩa là đi tìm tham số B á. Và nó yêu cầu viết cái, nghĩa là trên đó nó yêu cầu viết cả ba cái ellipse, hyperbola và parabola, phương trình chính tắc các kiểu, là rất là nhiều bài tập trên đó. Thầy cũng đề nghị chúng ta cũng nên tham khảo ở cái bộ chân trời sáng tạo ở cái đường Conic này em nha. Về cái phần tiếp theo em, đó chính là phần 4, một số ứng dụng của ba đường Conic về tính chất quang học. Thì những cái phần này chúng ta đọc giùm thầy nha, nó rơi vào gần của chương trình vật lý. Phần này chúng ta đọc giùm thầy nha, chứ giờ mà đọc nữa thì không có thời gian đâu. Một số ứng dụng này, người ta làm các công trình rất là vĩ đại. Ví dụ như cái cổng của Đại học Bách Khoa Hà Nội chẳng hạn, một cái cổng hình vòm parabol, hoặc là cái nhà vòm này, cái nhà vòm hoa ở thằng Singapore ha, công viên với hình ellipse ở phía nam Nhà Trắng này của Mỹ. Nhà Trắng này thì nói chung là rất là nổi tiếng của Mỹ rồi. Đây. Chung là ellipse, hyperbola và parabola thì ứng dụng trong thực tế rất là nhiều em. Đặc biệt là người ta xây dựng các cầu. Trong đây thì chỉ có một cái vận dụng 3. Đây em này. Gương ellipse trong một máy tán sợi thần ứng với ellipse phương trình chính tắc, nó có phương trình chính tắc rồi, khỏe rồi. Tính khoảng cách từ vị trí đầu phát sóng của máy đến vị trí sợi thần còn tán. Như vậy thì ở đây em nhìn thấy ở cái hình 7.33, đây là cái gương ellipse đầu phát sóng này. Như vậy chúng ta cần tính khoảng cách này ở đây, thì đây chính là gì? Đây chính là 2, đây là F1 và đây là F2, đây là hai tiêu điểm, thì chứng tỏ ở đây chúng ta cần phải tính là F1, F2, thì đây chính là bằng 2C. Như vậy thì đây là ellipse, thì em nhớ này, C thì sẽ bằng căn bậc 2 của A bình trừ B bình, sẽ bằng căn 2 của 400 trừ cho 76, đúng không? 418
Thì từ đây chúng ta suy ra F1, F2 bằng 2C, nghĩa là bằng 2 nhân 18 là bằng 36 cm. Hiểu chưa? Đó. 36 em. Còn em muốn lời giải chi tiết thì đây. Mấy cái đây có sụp lép rồi. Được chưa nào? Như vậy thì trong clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Về phần bài tập thì trong đây cũng khá là nhiều bài, thầy sẽ cố gắng giải cho các em. Chúc em học tốt nha, bye bye. Thầy cố gắng giải nha. Ok. Rồi, xin chào các em. Luôn.